Chào anh em nha. Hôm nay mấy anh em mình đi câu các bạn ơi, ra sông Đồng Nai ở bên Cồn Thanh Hội nè. Tại mấy anh em mới làm mấy cần câu quăng à. Hôm nay đi với hai mấy đứa em. Các bạn cùng theo dõi coi hôm nay mấy anh em mình câu có cá không nha các bạn. Hôm nay đánh lớn rồi, bắt cá bự rồi. Kiếm giờ em khủng khủng vô quay cho bạn xem. Dây cục mà. Lưng nè. Cái dây cục đó. Gì? Con câu đi. Câu đi. Câu đi con cần à. Rồi. Ủa mẹ cá lội đùm lửa mất tiêu rồi. Giỡn. Cá mập mấy ngày đó. Câu với anh em thì vui. Sẽ biến quá. Tao bán rồi cũng tính cá mày đâu chứ. Đây là lưng em mình nha các bạn. Hôm nay mình câu được 4 cần nha. Nước đang gồng chảy quá trời mạnh nữa. Nó gồm lại hết trơn. Còn đây là khen. Đang làm ổ. Nắng quá trời nắng nữa bạn ơi. Lát nữa chưa lên nhắc nắng cháy luôn quá. Khen. Chào bạn nha. Đang chọn ổ. Cho ổ chui vô cái lùm này cho đỡ các bạn ơi. Cá các bạn. Mới rồi. Cái gì vậy? Ô phi. Ô rồi dính được con cá phi đầu tiên bạn ơi. Quá đã nha, dính kỳ luôn bây giờ. Dính 4 lử, 5 lử luôn. Ngu vậy lử vô tay, rõ ràng. Tổng đau. Cá phi bự lắm. Khuy nha con. Ừ, lên khuy. Lên em đầu tiên nha bạn. Nè, bỏ vô cái nè. Nó quăng xuống là hốt. Rồi rồi, có nhớ rồi, có nhớ rồi. Ừ, nó quăng xuống là hốt rồi. Ngay nó gì nó hốt luôn. Sang mắc mồi ghê quá. Sáng nhà anh em mình. Mà mắc mồi ta. Hay quá, hay quá. Em mới quăng xuống ăn rồi, ngay ổ này gì á. Vậy là ngay ổ nó quay rồi. Im rồi, im rồi. Nãy bên kia nắng quá mấy anh em mình mới chạy qua đây cho mát nha các bạn. Nghe cây okay không á. Mới qua kia quay đất nữa, dựng như chi vậy nè. Đó. Tao quay người các bạn ơi. Kia ảnh ăn giả cá lên kìa. Cá giả ảnh. Lên nó quát, cái lửa nó lên. Lên cá rồi. Ủa em rảnh nha bạn ơi. Em rảnh. Không đâu. Nãy em nói tao quay trời. Nãy giờ tôi cũng quên luôn, nhìn tôi cũng quên luôn. Rồi dính được cá rảnh. Đây là bộ phận pha mồi nha các bạn. Nên mình câu cắm cắm tanh nữa với ngồi gí với con miếng cắm chim, trứng gà nữa, cắm đó. Khang đang chọn mồi nha. Sớm giờ mới được có hai em à, em Phi với em Dảnh nè. Nước vẫn còn đang gồng, mình đợi nước lớn là cá ăn mình sẽ chiến tiếp. Điểm câu vẫn là sông Đồng Nai nha các bạn. Nãy giờ nước cũng còn chảy mạnh quá, cá ít ăn. Dính cá các bạn ơi. Dính cá cho rồi.
dính rồi cá bự đó. Cái đợt đó mà nó còn lôi cả đó nữa, dính cá bự rồi. Đừng để các bạn ơi, dính cá bự đó. Ôi, trà bá luôn. Dán. Ôi, dán bự nha. Đó là cái mép rồi. Rồi bự. Im. Cá hả cầm? Đưa lên bờ ha, nắm nó, nó dậy rồi văng á. Ôi. Đây dán bự nha các bạn. Đây chúng mánh nữa các bạn ơi. Cá bự nghe, nã lên con 2.5 kg. Rồi được rồi em. Bấm dừng đi. Bấm dừng được rồi. Bấm bỏ dừng á. Để cho anh bỏ đi rõ đi. Bữa không. Lên cá các bạn. Mới nhìn gì. Để cho nó đi ra. Rồi dính góc luôn. Dính lưới rồi. Đi xuống dưới không? Tắt mép rồi vậy. Dướng cái lưới dưới. Mình đi xuống mé lội vô mé lên nọ không ta? Con. Cái rảnh. Rảnh nữa bạn ơi. Rảnh nha. Trời, em nữa. Nó nhỏ. Có lý lại ha. Ok. Nước đứng rồi, cá ăn rồi đó. Cá nè, rảnh bự nha. Lên. Hôm nay cái cần cùn này nó lọc công quá các bạn ơi. Cái rảnh cho báo không kìa. Quá đã. Thành quả sớm giờ, cá này bằng cá bự nãy luôn. Bữa cá của vợ chồng em vậy đó. Ôi cây tre nó nổi lên luôn kìa chồng. Không ơi. Chồng. Kìa, nó rễ nó nhỏ lên luôn kìa. Ghê, câu cá ghê. Đồng hay luôn à. Giờ mấy anh em cuốn câu về các bạn ơi. Câu buổi chiều này cá nó ăn uống vậy chưa? Nước lớn đầy luôn rồi. Quá im, nước quá ngon luôn mà câu không ăn. Đây là ngay có cái khúc sông Đồng Nai, ngay có ngã ba. Đây là cái nhánh sông vô cái cù lao. Cái này im quá không? Nãy giờ câu để coi quay thành quả coi các bạn ơi. Nãy giờ sáng giờ nè. Như đây về là món gì ăn đây? Bốn em rảnh, một em cuộc huy. Thành quả sớm giờ.